lên đi. Ăn gọi mới đi. Dạ. Con đẹp mới mơ 300 ngàn. Tây ha. Pháp Tây Mỹ đó. Nó cho mẹ con em sống nè. Ngồi cơm đi. Gì? Khung vô nhà bà bỏ đầu chết luôn. Ngồi ha. Rồi. Không cho mấy đính ăn cơm nó nghiệp đó. Có thương bà rồi đó. Rồi thôi chào con giả đi ăn cơm nè. Ừ. Chào con giả. Giả sao? Chào chào con giả khỏe đi. Ừ. Chúc con giả mà hợp với mấy băng lạ băng cũ, hợp với băng mấy em năm mới mùa xuân nè. Rồi. Dạ chúc ủng hộ mấy người nghèo khổ đói nè. Rồi. Nha xin lỗi mấy khán giả nha. Rồi. Cũ lạ hợp thượng thảo luôn nha. Ừ. Xong hết. Ừ. Dạ chúc tết hai chồng Minh Tăng đi chúc tết. Hai chồng Minh Tăng ở Bạc Đầu Thị Chung nha, tết nhất mà ăn tết linh đình nha, nụ cười nha. Dạ tặng cho cậu Minh Tăng cậu tiếng la gì mà đưa tay. Rồi. Dạ rồi thôi về ngay nấu cơm ngồi vô tiếp. Dịch thì không ăn sao? Thì ta để dành mời ăn tiếp. Dạ. Ừ. Giờ no rồi. Thằng nhớ cho mọi người nha. Ừ. Cho bà Phước nha. Đây chiều cho cha bún gì đi. Bà kêu cho. Cho đi cho có Phước. Ừ. Múc cho đi, giờ múc đem chảnh cho đi. Hả? Sao? Nói gì chứ, chợ không cho tiền nữa đó. Gì? Nói chợ cho mà không cho tiền. Sau này sao mấy ông bả mà cơm chân nè. Anh. Nên cho lát chân à. Nấu cho mấy người nấu cơm. Nó nói gì cho chân, nó không để chân. Sao chị không ăn cơm, nó cũng đâu. Ôi giờ khỏe nha. Nha. Nghĩ bà mơ. Rồi lấy mấy cháu hồng vô đi. Thôi rồi lấy ăn đi. Lấy làm chi. Bà ơi. Bà tôi nghĩ bà mơ. Nấu cho hai vợ chồng bà ăn, hai chồng bà ăn. Lâu chết á. Ăn ngã nào nổi còn dịch 200-300 ngàn. 200 ngữ á, dịch không? Ừ. Nấu cho anh chị ăn đó. Ừ. Đúng quá mình lên nó ăn đâu rau cỏ. Mấy giờ không ra anh không có dịch bữa nay nha. Rồi sao bảo mà ăn hết à? Gì? Làm đồ ăn không hấp dẫn. Dạ. Ừ. Đúng rồi. Ừ, phải hấp dẫn mới được. Đúng rồi. Còn có ông nào đó. Mốt làm đồ ăn hấp dẫn á, ta mới ăn. Ừ. Đúng không? Còn đồ ăn. Dạ. Sáng nhỏ ăn cơm quay phim quay đồ cho tầm lưng. Dạ. Anh Tiến ngồi đây ăn cơm anh Tiến. Hả? Bới tôi cơm ăn. Ừ, chút ăn. Không, không ăn đấu nữa. Đâu xỉu à? Hai vợ chồng chẳng đấu gì nữa. Ừ. Chạy giết rồi đi đâu rồi. Ừ. Ha. Ừ. Sao mà báo không ăn cơm anh? Anh. Biết. Tao không cho ăn gì ha. Không. Được không? Tại tao không ăn chứ không cho gì đâu. Ừ. Tôi không mời mà ha. Còn anh thì em qua đây em ăn rồi mới đi. Ừ. Ngồi chơi đi. Rồi mà chơi ha. Ừ. Cho ngồi ha. Cho. Rồi. Thích tổng rồi đó. Phải không ha? Phải hả? Thích rồi đó. Thấy là lạ ha. Con nít mà. Con nít đây. Mời ăn cơm không ai ăn chứ. Ừ. Thôi giờ không ăn mình ăn đi. Ăn gậu ăn rồi. Ăn nữa đi. Bà già tôi sáng kia ăn nè, ăn đi. Kêu mẹ ăn cơm đi. Ăn cơm rồi. Cơm đi. Ừ. Khùng quá vậy trời, ăn cơm nè ăn. Đi kêu mẹ ăn cơm đi. Khùng quá chứ. Ông đẹp quá. Ông xuyên nữa. Ông nói hôm qua ông nào cạo đầu cái mơ nè. Ông nè. Ừ, này bạn hiền quá. Mình cũng thế. Ừ. Thấy gì đâu phải. Tôi cũng bệnh rồi. Bệnh gì? Cũng bệnh gì nó nghe nghe. Đau chóng mặt chậm bà về. Đau bụng mà. Đi chợ mà rồi. Kêu lại cái, kêu lại. Thôi đi kêu chứ. Dạ. Hai chồng ngủ. Sao này bạn lại kêu ăn cơm sống ăn cơm ngủ. Ừ. Hai chồng, tôi nấu cho hai chồng ăn. Mà bữa hai chồng chính ăn gần gần á. Ừ. Bữa nào sống ăn. Hả? Bữa nào làm ông kiểm ông chân rồi đó. Không chân hả? Ông kiểm không? Ừ. Con chồng ông kiểm bồi không chân ha. Ừ. Ừ, trong nhà đúng không? Nó sắp xếp. Ừ. Con thấy ngộ ha? Ừ. Thấy ngộ hả? Ngộ. Ừ, trong nhà ông mơ thấy ngộ anh. Nó lắc đầu hả? Ừ, ừ. Ừ, cũng mơ không biết ở đâu đừng giận nữa. Ừ. Làm gì trong nhà của ta giết người không chăng nè. Bậy nữa, nó bậy nữa. Không đâu, không có nó bậy. Ừ, đúng nó bậy ha. Đừng nó bậy. Ừ. À, nó bậy không được. Nó ngọt ổng ha. Ừ, nó phải nó ngọt. Ông cứu anh. Ừ. Chúng nó mời cơm sẵn ai ăn rồi chứ trời. Ừ. Làm tiếng ghê với mẹ à. Ừ. Sao mà đâu biết gì ha? Không biết gì hết. Ừ, biết gì. Qua sao biết. Ừ, mấy qua mà. Tới con bản đi. Coi coi. Tặng bản ra coi. Ông kìa gì. Ông dẹp đi ông ăn cơm đi. Chút xíu ăn. Càng bản đi thấy mới ăn được. Dạ. Ừ. Tặng bản. Tặng bản đi. Dẹp đi ăn cơm đi. Càng bản đi ăn liền á. Dạ. Ừ. Ra bản gì vậy? Bản gì cũng được chứ. Mùa qua đào đi. Mùa qua đào ăn nó rồi. Ừ. Tôi nghe bò vàng á anh. Anh. Hả? Tôi nghe bò vàng á. Ừ. Đứt ruột trời. Ừ. Nấu qua không ăn chứ. Nó cho rồi bà về. Bà hổng cũng vậy không? Ừ. Gì kì vậy? Ừ. À, dịch dèm dịch ngán không ăn. Ở dưới bánh tre bà quay bà về rồi hả? Ừ. Thằng chờ mới giúp tay vậy hả? Giúp đi về chứ hả? Làm gì? Đi tùm lum vậy đó hả? Đi tùm lum mai chỗ này mốt chỗ kia. Thằng ở Đức ngủ quá ha? Ừ. Ừ, ta cũng nấu bao ăn hả? Không. Ừ, vậy mong cho đập cho nó cũng ăn. Ừ. Nó có bùa. Ừ. Nấu 2-3 tiếng ngủ. 2 tiếng.
ngon không? Hả? Ăn mùi vị sao kể rồi? Ngon hơn vậy là mặn mặn ngọt ngọt rồi mà thiếu gừng nha. Thiếu gừng hả? Ừ. Nãy bỏ gì với gì rồi? Nhớ không? Bỏ anh không cho ăn hả gì? Hả? Anh không cho ăn hả? Đâu có. Đâu kỳ hết trời. Ừ. Quá trời rồi chứ ta. Học nậu luôn. Chút múc cho dạng thô đi. Không. Sao ạ? Quỷ ta. Cho anh thô đi. Cho ừ, tôi đi sao mình mốt mình gửi xe rồi. Ồ. Cho mấy ông không cho. Mình gửi xe sao ghê. Con bé này. Ăn đi. Hả? Dạ. Ăn đâu có hết đâu. Dạ. Ăn mốt anh em ta qua ta gửi xe đồ này. Dạ, cạo đầu nữa nha. Hả? Dạ, cạo đầu nữa quỷ. Ai cạo? À, ngốc của tôi cạo. Bắt cạo đi. Cạo luôn hả? Cạo mát à? Cạo. Tôi cũng cạo. Tôi cạo mát không? Ừ. Mát nữa tóc bù xuống. Mùa đen ha, chú nào mùa đen. Đó ông cạo ở đâu à? Cạo nhà. Ở nhà ta cạo hả? Mình cạo luôn. Tự cạo hả? Ừ. Giờ bằng gì? Cạo anh không ơi. Trời Phật ơi. Để râu đi. Để râu luôn nữa mới dám. Dạ. Yeah. Tự cạo hả? Ừ. Trời Phật ơi, ông này ngủ hết ta. Ông người gì hết ta? Anh miền mới xuống đó. Trên miền ở trên miền mới xuống. Ừ, có điện thoại ông nữa. Nó cùng ông nhìn ha, thấy hiền không? Ừ. Hiền ha. Đâu có vợ con vậy? Không biết nữa, nhưng mà ba đứa rồi. Dạ, không biết ba đứa à. Ông đẹp ha. Ông ở đâu đi vòng vòng chơi ha. Ba đứa con mà đúng rồi. Múc đi, múc đi, múc đi. Múc chảnh tròn dạng mới đi. Ừ, đi múc chi cho anh. Đi theo dưới coi. Múc tròn dạng mới. Tội nghiệp. Cho đứa cháu. Ê, gì? Ai? Thôi. Ai không cho? Múc đi trời. Thôi. Bây giờ ăn đâu hết đâu, một nồi ăn gì nào hết. Thôi, không có cho được. Cho mấy ông ăn, không có cho ăn gì. Thì chia sớt nhau đi. Ôi, không có cho. Bữa hổng mà bữa hổng sư cô nói đó, mình có cái gì mình chia sớt nhau ăn. Không cho. Chứ mình ăn không hết rồi bỏ tội chết. Bồ la chết không có cho. Ai la? Bồ. Bồ lần nào? Bạn. Bạn ở đâu? Không có chết, không cho. Nó ở đâu? Nó cho bé mơ ăn với mẹ ăn, không có cho ai. Vậy hả? Ừ, ta nói vậy, ta vô. Có đồng có. Bồ ta cũng chết á. Ừ. Có bạn. Bạn cũng thánh thần không? Ừ, chơi giống nữa ha. Ăn cơm đi nha, ngồi đấy. Càng bản thì mới ăn được. Mới múc biết bọc bây giờ. Càng bản mới ăn được. Lớn rồi ca gì ta cầu chết. Cầu đúng một cơ. Thôi. Rồi mấy cơm ăn đi, tôi nấu cho ông ăn nữa. Ừ. Thấy tôi nghiệp không? Ừ. Ông có mùi heo ha. Ừ. Anh Tân anh khóc luôn. Ừ. Anh khóc hả? Ừ. Làm gì anh khóc hả? Nhớ. Nhớ mơ hả? Ủa nhớ em hả? Ừ. Hả? Ừ. Anh Tân nhớ mơ. Nhớ em hả? Ừ. Khóc hả? Ừ. Ôi Phật ơi. Trời Phật ơi, thương quá ha. Thằng nó cũng gì mà mơ cũng đâu biết gì đâu đại ca. Ừ, trời, mày kêu thầy giờ đại ca luôn. Ừ, thầy em không biết gì. Cũng kêu đại ca trên đây. Ừ, em không biết gì anh. Em không biết gì chân á, đâu biết gì đâu. Ừ. Rồi nó nhớ em khóc hả? Ừ. Thằng ơi, vậy nó thương mơ rồi đó. Ừ, thôi càng bản tặng rồi. Nó thương mơ hả? Ca thương bản tặng rồi. Má thương mơ hả vậy? Không biết nữa. Cũng nữa đó. Ừ. Cảm ơn tôi nè. Ờ, thấy mơ tội nghiệp. Chắc cũng có thể như vậy. Anh mặt nó nhìn biết ha. Ừ. Ông ca bài gì cho nghe tội nghiệp ơi. Ông ơi trời. Nãy tôi thấy ông khóc á. Mơ không? Ca dạ. Bài cho nghe coi tội nghiệp. Không, sao ngãi là ông lấy khăn la nước mắt. Tôi thích ông ha. Ừ. Ông đòi ăn cơm đó. Ừ. Ba không cho hả? Cho. Ba không cho. Ba không cho phải không? Không biết, mới qua không biết. Này mình không biết vụ này ta. Ừ. Không biết vụ này dở thiệt. Ừ. Trải cho khách rồi sao khách ông à. Ừ. Ai làm này hay ha. Ừ. Ai làm nữa. Bảy tên bả mốt chị Minh Tân giận mơ luôn qua chơi. Mơ đãi người ta đó. Chắc độ đàng hoàng ha. Mơ đãi chị Minh Tân, anh Minh Tân cơ mà. Phải dẫn ông về ha. Nó mơ chơi đi. Tại em bả đó. Ha. Đính bà hả? Ghê không? À. Đính bà. Ừ. Đính đó đi không? Không nhận ha. Dẹp ghê không? Tại bên bả tôi quá ha. Bả thương mơ ha. Ừ. Bố bà làm cho bà ăn, bà nói trời tội nghiệp mơ cho thương. Bà dân đi đây đó mà mơ của tôi nhìn bà này mà. Ừ. Không đâu phải chồng bà đó, chứ bà dân đâu. Thấy anh? Ừ. Không quýnh Minh Tân nữa, chứ bà dân đâu, quýnh luôn hả? Không. À, quýnh hả? Ừ. Làm cho ai gửi lại hả? Ừ. Không tốt ha? Tốt. Ừ, ông này tôi chịu nè. Ông nào? Ông á, muốn dạ. Gì bữa nay, chiều nay có chồng, có vợ gì ha? Ông quýnh băng qua hoàng hôn, trả ra cho, kiểm cho tôi ha? Rồi. Đúng không? Đúng. Đó thì ông ơi, bữa nay ơn trên trời xuống đó. Cái nhà này thấy ngộ hết không? Ngộ. Ngộ đó. Ừ. 100.000 người thấy đó. Ừ. Ơn trên xuống đó. Ừ. Bữa nay quýnh băng hoàng hôn trả kiếm giùm con rồi. Ừ. Ông quýnh giùm ha. Ừ. Chồng mày ai ta lấy nó hai con hạnh nè ha. Thì sao không, không ăn cơm nữa đi mà... Nè, đổ này vô đi. Dạ. Ừ, đổ vô đi. Đổ vô đi.
thổi vô đi. À, đổ vô. Lấy mấy chén kia nó kìa để ông thôi anh gùi. Nghe là ông gùi bu. Nghe là ông nữa ha. Ừ. Rồi mà chơi với tiếng mà sống nữa ha. Anh Hiền ha. Ừ. Tôi nghe ông tiếng có biết gì đâu. Đấy ông ngon khóc á. Rồi cho tiếng một like đi. Đấy không? Đi đó đi. Rồi ăn uống không? Ông chịu có đói bụng ăn cơm ở đây ăn luôn ha. Ừ. Tôi thương nuôi ông. À. Đấu về đây. Mời. Mời. Cho tiếng một like. À, cho anh tiếng một like nha mấy quý ơi quý. Ừ. Anh tiếng cũng buồn lắm đó. Ừ. Rồi nó ủng hộ anh tiếng luôn uống cà phê. Rồi. Nha. Rồi chào khán giả. Chào khán giả. Chào khán giả khỏe nha khán giả. Ừ. Mơ sao thấy buồn quá. Bye bye khán giả. Mời bạn bè ăn cơm cháu mà bạn bè không ăn cơm chứ. Nha. Ừ. Con lớn hả? Ừ. Giờ là bả mướn ông hả? Ừ. Ngon thấy không? Mướn trả lương cao lắm. Nhiêu lần? Rồi. Nhiêu lần? Về nha, tiếng về nha. Bữa cơm. Thôi tiếng xin chào tất cả cô chú anh em, tiếng kết thúc rồi rồi. Mong cô chú anh em có thương tiếng cho tiếng một like, một chia sẻ gì nhớ đăng ký kênh. Dặn chuông thông báo để nhận video mới nhất của tiếng. Tiếng chào tất cả cô chú anh em.